Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ 6 ngày 16 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày Ất Tỵ tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cao Trận, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh Phú Đăng Hỏa ngày Ất Tỵ tức can sinh chi, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Phú Đăng Hỏa kỵ tuổi Kỷ Hợi Tân Hợi ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi hình thân, hại dần phá thân và tuyệt tý. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ, tuổi xung trong tháng tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Nguyệt đức hợp tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Hoàng Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Tủ Tử xấu mọi việc trừ săn bắt, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng, sao Câu Trận kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 16 tháng 6 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ 6 ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Tý bước sang ngày mới được thiên ấn xuất hiện trong vận trình, sẽ có cơ hội thể hiện tài năng và cho mọi người thấy bạn có tầm nhìn xa trông rộng thế nào. Với sự tập trung cao độ và cả nghiêm túc, bạn nhanh chóng phát hiện ra các sự cố về chi tiết nhỏ sau đó khắc phục. Trong đội nhóm, có lẽ bạn là người theo dự án sát sao nhất, bởi vậy, có những điều tưởng như thừa thãi nhưng vẫn được bạn kiên trì thực hiện bởi bạn biết rằng đó là điều cần thiết để dự án phát triển. Sự thật chứng minh bạn đã đúng, sau lần này, mọi người cũng phải nể phục bạn hơn. Tuy nhiên, ngũ hành thủy hỏa xung khắc nên chuyện tình cảm của tuổi Tý gặp phải trục trặc nhỏ. Người độc thân vì vẫn vương vấn chuyện cũ, người cũ nên chưa thoát khỏi những tổn thương trong quá khứ, đóng cửa trái tim khiến tình cảm hiện tại khó lòng phát triển được. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy có tầm nhìn xa trông rộng, khắc phục sự cố. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa kiên trì thực hiện những điều bản thân cho là đúng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ được mọi người nể phục nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, người độc thân vẫn chưa chịu mở lòng. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe đánh giá đạt 4 sao, tình cảm đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 87, số 66, số 09. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ,
hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Vận trình ngày mới, gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, tị dậu Sửu trợ mệnh, người tuổi Sửu được dự báo sẽ có những cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi. Doanh thu nhờ vậy không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc hướng tới các đối tượng khách hàng tiềm năng hơn. Công việc trong ngày nhiều biến động nhưng may mắn đó đều là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bạn có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng được đảm bảo. Chẳng những vậy, các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp đều được cải thiện. Ngày tam hợp nên đường tình duyên của con giáp này khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Bạn đang được tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên người mình yêu thương mà không phải lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về những ngày tháng trong tương lai. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, doanh thu không ngừng tăng tiến. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có thể tranh thủ mở rộng quy mô buôn bán. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp được cải thiện. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 88, số 12, số 36. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi cho thấy, do chịu ảnh hưởng từ hại thái tuế, người tuổi Dần có thể bị lợi dụng lòng tin khi mọi chuyện có thể không đơn giản như những gì bạn vẫn nghĩ. Sự thật thà và dễ tin người của bạn làm cho những kẻ xấu sẽ thừa cơ đóng vai người tốt đi khuyên nhủ bạn đấy. Trong thời điểm này, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cho sự nghiệp của bạn lung lay đấy. Do đó, hãy biết sàng lọc những lời khuyên tuổi Dần nhé. Việc gì cũng nên tự tìm hiểu các nguồn thông tin trước khi đưa ra quyết định kẻo gây ra sai sót khó sửa đổi. Mộc sinh xuất cho hỏa, các cặp đôi cần dành thời gian để chia sẻ về những vấn đề mình gặp phải với nửa kia để cùng tìm cách tháo gỡ vấn đề. Bạn càng im lặng càng khiến hiểu lầm thêm sâu, hơn nữa, chẳng ai có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác nên đừng bắt đối phương phải đoán xem bạn đang nghĩ gì nhé. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, dễ bị lợi dụng lòng tin khi suy nghĩ quá đơn giản. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, thận trọng trước những lời khuyên nhủ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, sự nghiệp lung lay do gây ra sai sót. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, việc gì cũng nên tự tìm hiểu các nguồn thông tin. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, các cặp đôi cần dành thời gian để chia sẻ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 07, số 32, số 89. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy Tỷ Kiên xuất hiện trong vận trình là nguyên nhân khiến công việc của tuổi Mão có điềm báo gặp phải rắc rối, trở ngại do có tiểu nhân chơi xấu hoặc người nào đó cố tình cản trở. Bạn dễ trở nên do dự nên cũng có thể bị nẫng tay trên nhiều cơ hội ngon ăn. Đây cũng là lý do chính khiến tuổi Mão không phát huy được khả năng của mình một cách tốt nhất. Thậm chí, bạn còn tốn thời gian xử lý sự cố do tiểu nhân gây ra, làm gì còn thời gian để làm việc mới. Cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn, bạn sẽ là người chịu nhiều bất lợi nhất. Ngũ hành sinh xuất nên chuyện tình cảm chẳng như ý muốn. Tuổi Mão chưa tìm được người trong mộng,
chỉ biết ngậm ngùi hâm mộ hạnh phúc của người khác. Không phải bạn không có ai theo đuổi, mà do quá đào hoa hay tán tỉnh lung tung nên sau cùng rơi vào tình cảnh ngày lắm mối tối nằm không. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc có điềm báo gặp phải rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có thể bị nẫng tay trên nhiều cơ hội ngon ăn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không phát huy được khả năng của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tốn thời gian xử lý sự cố do tiểu nhân gây ra. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm chẳng như ý muốn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 64, số 21. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày mới, về phương diện tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng khi trong ngày có chính tài che chở. Bạn đang có nguồn thu nhập từ công việc chính khá ổn định. Con giáp này luôn biết cách hoàn thành công việc bằng chính khả năng của mình, do đó những gì có được hôm nay cũng là phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuổi Thìn nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán cũng có vận may tài lộc khi có được mối khách hàng mới, mở rộng quy mô đầu tư, làm ăn phát đạt. Nhìn chung bạn làm gì cũng dễ dàng giành được thành công ngoài sức mong đợi. Hỏa sinh thổ còn mang tới cơ hội thăng hoa trong tình yêu. Các cặp vợ chồng luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau, những hiểu lầm trước đó đã được hóa giải khi hai người biết chia sẻ cho nhau những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, thu nhập ổn định từ công việc chính. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nhận được phần thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, có mối khách hàng mới, quy mô mở rộng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, làm ăn phát đạt ngoài cả mong đợi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, có cơ hội thăng hoa trong tình yêu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 86, số 19, số 78. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày mới, người tuổi Tỵ đang có điềm báo, gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung cho công việc khi trong ngày gặp thương quan gây ảnh hưởng. Hung thần này khiến bạn dễ bị phân tâm bởi những việc xảy ra xung quanh, có thể rơi vào vòng xoáy thị phi do lo chuyện bao đồng. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới các kế hoạch của bạn. Ngày này bạn cũng nên để ý lời ăn tiếng nói của mình sao cho kín kẽ nếu không có thể bị lợi dụng bất cứ lúc nào. Hãy nhớ đối thủ luôn trực chờ cơ hội, chỉ đợi bạn mắc sai lầm để hạ bệ và cướp lấy những gì người tuổi Tỵ đang có. Vì vậy đừng lơ là mất cảnh giác nhé. Chuyện tình cảm trong ngày này vốn đang tốt đẹp lại nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi rất khó để giải quyết. Có lẽ là bản mệnh và người ấy ngày càng thiếu đi sự hòa hợp khi giao tiếp và tương tác với nhau nên khoảng cách dần bị nới rộng, đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dễ bị phân tâm bởi những việc xảy ra xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, có thể vướng thị phi do lo chuyện bao đồng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nên để ý lời ăn tiếng nói sao cho kín kẽ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm dễ nảy sinh mâu thuẫn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao.
con số may mắn, số 17, số 11, số 73. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem tử vi phương Đông cho thấy, người tuổi Ngọ may mắn được tam hội cục nhập mệnh nên vận trình ngày mới khá suôn sẻ, mọi việc diễn ra đúng như những gì bạn dự liệu. Tình duyên của con giáp này về cơ bản là êm đẹp, giữa hai người không có quá nhiều vấn đề tồn tại nên tình cảm ngày càng gắn kết, mặn nồng. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân bày tỏ tình cảm với người thầm thương trộm nhớ. Hơn nữa có người còn mang duyên tình tới cho bạn, nếu đã có người tâm đầu ý hợp rồi thì đừng chần chừ gì nữa kẻo cơ hội trôi qua mất nhé. Đường công danh sự nghiệp cũng có dấu hiệu tăng tiến đáng kể, bản mệnh được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì luôn có tinh thần trách nhiệm cao cùng với khả năng lãnh đạo tốt. Chính vì thế trong tương lai người tuổi này có thể được bồi dưỡng thành lớp lãnh đạo kế cận. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, vận trình suôn sẻ, diễn ra đúng như kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, tình duyên êm đẹp, mối quan hệ gắn kết. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, người độc thân có thể bày tỏ tình cảm. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, công danh sự nghiệp có dấu hiệu tăng tiến. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 66, số 12, số 39. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày mới, nhờ có thiên tài tác động, người tuổi Mùi gần như không phải quá lo lắng về các kế hoạch kiếm tiền của mình khi rất nhiều tín hiệu tích cực cho thấy bạn đang đi đúng đường. Nhờ vậy mà bản mệnh cũng có thu nhập dồi dào hơn, thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng quá nhiều. Người làm nghề kinh doanh, buôn bán có cơ hội gia tăng lợi nhuận, trong khi đó người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ công việc chính, có thể là được thưởng hoặc làm thêm. Thế nhưng con giáp này hãy cố gắng bằng chính sức mình chứ đừng quá trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Hỏa thổ tương sinh, chuyện tình cảm của con giáp này cũng tốt đẹp. Các cặp đôi tin tưởng hoàn toàn vào đối phương khiến cho mối quan hệ càng thêm khăng khít. Khi tuổi Mùi thể hiện sự tin tưởng của mình, đối phương sẽ cảm thấy yên tâm hơn về mối quan hệ này. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, kế hoạch kiếm tiền có nhiều tin tích cực. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, thu nhập dồi dào hơn, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, người kinh doanh có cơ hội gia tăng lợi nhuận. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, nên cố gắng bằng chính sức mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, tình yêu khăng khít nhờ có sự tin tưởng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 87, số 76, số 01. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Người tuổi Thân bước sang ngày thứ 6 này nhờ lục hợp tương trợ cho vận trình nên khá tự tin khi đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc. Nhìn chung vận trình sự nghiệp của con giáp này không có nhiều biến động, các vấn đề tồn đọng trước đây cũng được bản mệnh xử lý gọn gàng đâu vào đó. Ngày này bạn còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp.
Dù là quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hay hợp tác làm ăn đều đem lại cho bạn nhiều sự thuận lợi. Quý nhân cũng có thể xuất hiện ngay trong ngày để mở đường cho bạn thăng tiến. Tuy nhiên, hỏa kim xung khắc, vận trình tình duyên chẳng được như ý muốn, sóng gió liên tiếp ập tới đe dọa mối quan hệ của con giáp này. Bản mệnh và người ấy có quá nhiều vấn đề khúc mắc lại không biết cách chia sẻ nên đành im lặng, cuối cùng khiến tình cảm rơi vào bế tắc. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, tự tin đưa ra quyết định quan trọng trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, xử lý gọn gàng các vấn đề tồn đọng từ trước. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, xây dựng những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, có thể được quý nhân mở đường thăng tiến. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, mối quan hệ tình cảm đối mặt sóng gió. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 27, số 69. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dậu có thể đạt được một số thành tích nhất định trong công việc ngày hôm nay nhờ có tam hợp cục độ mệnh. Không chỉ với người làm công việc cố định, những người kinh doanh, buôn bán cũng sẽ nhận được nhiều may mắn bất ngờ mà trước đó con giáp này cũng không lường trước được. Chẳng những tiền bạc rủng rỉnh, danh tiếng của bạn cũng ngày càng vang xa. Điều này rất có lợi cho Dậu trong việc xây dựng uy tín cá nhân để ngày càng tiến xa hơn. Hãy luôn khiêm nhường, sống biết người biết ta để ngày càng hoàn thiện bản thân bạn nhé. Ngũ hành xung khắc lại khiến Dậu phải đối mặt với những khúc mắc trong chuyện tình cảm cá nhân. Có lẽ là do thời gian gần đây hai người quá bận rộn với công việc riêng mà không có thời gian dành cho đối phương khiến tình cảm dần dần phai nhạt. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, đạt được thành tích nhất định trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, gặp nhiều may mắn không lường trước. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, tiền bạc rủng rỉnh, danh tiếng vang xa. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, hãy luôn khiêm nhường, sống biết người biết ta. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, chuyện tình cảm cá nhân nhiều khúc mắc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 78, số 24, số 10. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang vận trình ngày mới, được chính tài hậu thuẫn, người tuổi Tuất đón những khởi sắc ở phương diện tài chính. Cát thần này đảm bảo cho bản mệnh có thu nhập vững vàng, ổn định. Con giáp này có thể thoải mái theo đuổi những đam mê của mình mà không cần phải quá quan tâm, lo lắng đến vấn đề tiền bạc. Chẳng những vậy, bản mệnh còn may mắn được quý nhân trợ vận để phát huy năng lực của mình một cách tối đa trong công việc, đặc biệt là người làm nghề tự do. Con giáp này luôn ý thức tạo dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa để con đường sự nghiệp thuận lợi hơn. Ngày này, bạn cũng luôn biết cách để giữ lửa cho mối quan hệ tình cảm của mình. Con giáp này tưởng chừng không quan tâm đến tiểu tiết nhưng kỳ thực lại vô cùng để tâm đến người mình yêu. Nhờ sự tinh tế của mình, bạn có thể giữ được sự ngọt ngào và nồng nàn trong tình yêu. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, đón những khởi sắc ở phương diện tài chính. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, thu nhập vững vàng, thoải mái theo đuổi đam mê. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, quý nhân giúp phát huy năng lực tối đa. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, biết cách tạo dựng quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, biết cách để giữ lửa cho mối quan hệ tình cảm.
Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 56, số 12, số 75. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày thứ 6 này, người tuổi Hợi gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị Hợi cản trở vận trình. Điều này có thể khiến cho con giáp này bị tiểu nhân lừa gạt mà đánh mất tiền bạc trong tay mình. Con giáp này tin người quá dễ dàng, không phân biệt được đâu là người tốt kẻ xấu nên rất có thể sẽ mắc phải sai lầm vì đặt niềm tin không đúng chỗ. Thậm chí, bản mệnh còn có thể vướng phải những tin đồn thị phi không đáng có tại nơi công sở. Nhưng bạn càng giải thích thì mọi người càng hiểu lầm và suy diễn theo chiều hướng khác. Vì thế hãy để thời gian sẽ giúp mọi thứ êm dịu đi thay vì cứ cố phân bua một cách thừa thãi. Thủy hỏa xung khắc, các cặp đôi khó có thể giữ mãi ngọn lửa nồng nàn như khi mới yêu. Dường như những chuyện dù nhỏ nhặt đều có thể trở thành mâu thuẫn sâu sắc khi tình cảm đã nhạt phai. Mối quan hệ cũng từ đó trở nên căng thẳng, dằn vặt cả hai. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, có thể bị tiểu nhân lừa gạt tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, mắc phải sai lầm vì đặt niềm tin sai chỗ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, vướng phải tin đồn thị phi không đáng có. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, chớ nên phân bua một cách thừa thãi. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, các cặp đôi nhiều mâu thuẫn tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 52, số 21. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.